thông điệp hòa bình của tổ chức Greenpeace trước hội nghị thượng đỉnh G7. Greenpeace là tên tiếng Anh của một tổ chức hòa bình xanh. Tổ chức này được thành lập vào năm 1971. Trước hội nghị thượng đỉnh G7, các nhà hoạt động của tổ chức hòa bình xanh đã chiếu một biểu tượng hòa bình khổng lồ trên đỉnh núi trước thềm hội nghị. Biểu tượng về hòa bình và chống lại việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Một thành viên của Greenpeace đang chia sẻ vì sao có biểu tượng khổng lồ trên. Vào buổi tối trước khi hội nghị thượng đỉnh G7 bắt đầu, chúng tôi, một tổ chức hòa bình xanh, đã và đang đứng lên để bảo vệ hòa bình. Chúng tôi đã mang một biểu tượng hòa bình cháy bỏng đến Washington, ngọn núi ở Đức, và gửi đi một thông điệp rõ ràng: những người muốn hòa bình phải ngừng sử dụng hóa thạch. Nhiên liệu thu thập từ than, dầu và khí đốt đang tài trợ cho cuộc chiến Ukraine của Putin là việc thải than, dầu và khí đốt đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu, và nó có thể dẫn đến nhiều cuộc khủng hoảng và xung đột nữa trên thế giới này. Theo thông tin xác định được, việc Nga xung đột Ukraine nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến bắt đầu vào ngày Chủ nhật 26 tháng 6. Hội nghị thượng đỉnh đã kéo dài 3 ngày, diễn ra hàng năm và là cuộc gặp của các nguyên thủ quốc gia của 7 nền kinh tế tiên tiến nhất trên thế giới.